Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Hi, xin chào các bạn, tôi là Kadeka. Xin chào các bạn, tôi là Bát Dê. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là Lê. Ngày hôm nay thì anh em mình là đang đi hái những cái quả bao báp mọi người. Bao báp mùa này là bắt đầu nó ra rồi ấy. Thì mình cũng hái, tránh tủ hái chứ không là lại bị giang hô nó hồ đúa mất đấy. Đấy, ở sóng mình đây này, ở phía trên đây này, đấy là những cái cây bao báp mà gọi là rất là to luôn đấy. Đấy, xung quanh đây là có rất là nhiều cây này. Tính sơ sơ là ở đây là 1, 2 này, 3 này, 4 cây này, 5 cây này. Rồi là một cái chỗ này là có tới 6 cây bao báp luôn đó mọi người. Đấy, cũng rất là may mắn khi mà những cái cây bao báp này là đã có những cái cọc họ đóng vào trong này rồi ấy, trong thân ấy, nên là có thể treo lên dễ dàng luôn đấy. Đấy, bạn Alex thì đang gọi là chuẩn bị cái dụng cụ để mà cắt quả bao báp này. Alex Messi ya. Charame pequeno sabe subir no que no pau. Grande não sabe. Dá Bazoi subiu. Bazoi sabe subir? Nada, eu caí rápido. Grande. Eu tem que ser tipo eu, mestre. Você não precisa de pau. Ou não, eu subo só assim, sem pau. Você só fala. Não sabe também. Ale, como você sabe, subiu? Quem te ensinou? Quem me ensinou é meu pai. Pai? Pai. Sim, assim, pai também. E por que isso, Mucua? Sim, chef. Bạn Ale này là con nghề rồi nha mọi người. Nên là mình cũng phải hỏi thật là chắc chắn ấy. Thì bạn bảo là bạn thường xuyên nha mọi người. Thường xuyên đi hái rồi đấy. Nên là mình cũng yên tâm phần nào. Đấy, không biết là có hái được quả nào không. Nhưng mà cả cái sọt này, là bà dưới đã chuẩn bị hai cái sọt rất là to. Grande. Này, cái bao báp này thì cũng khá là thấp chứ không cao đâu. Đấy, bà này bắt đầu là tiến hành treo lên này. Có những cái gọi là những cái cọc họ đấm vào đấy đấy, đấy là những cái cọc sắt đấy. Eferro này. Eferro. Sì. Ferro. Ferro lingua Vietnam fala como? Sắt. 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 Ok. Ê, đấy, mới một tí mà bạn treo lên tới gọi là một nửa rồi, nửa cây rồi. Bấy rapidu. Wow. Đấy. Cái này rất tiếc là cái máy quay của mình đây là không zoom được ấy, mình không thể zoom được lên trên tới cái chỗ bàn ăn lê treo. Nhưng mà mình sẽ quay xa xa một chút nha mọi người. Bắt rơi leva cái leva vào ba nhái. Ôi rồi, đã cắt được một quả rồi. Ê, cúi đa rồi á. Đấy, wow, không biết mọi người có nhìn thấy rõ là cái quả bao báp nó đang bà này cắt rớt xuống không? Đấy, quả rồi. Bạn buộc cái giáo vào đó để cho nó sắc đấy. Ôi. Cá dê cá tí ra ấy. Se foi esperar, olha ali, tudo cai cabeça. Não, foi mal, não tem problema. Yeah. Isso pode fazer sumuza, né? Sim. Assim seco, ferver a água, meter lá, tipo, gastar muito rápido, é? Amanhã fazer, já? Fazer? Hoje fazer pode? Pode. Pode, né? Pode. Zalangon. Để tí nữa mà có thời gian thì mình sẽ thử làm cái nước từ cái quả mục qua này cho các bạn này thưởng thức luôn. Nhưng mà ở đây có đường đâu? Ừ nhỉ. Đường mình lại không đưa xuống. Ê, Asi. Eu subi também. Sim, assim eu ficar aqui e não ver ali cortar como. Vai, subiu. Hã? Cây giờ không còn một cái lá nào nhỉ? A chefe disse pode subir. A chefe me disse pode subir, não é problema. Ah, é? Depois você ficar aqui meio chorar só. Eu também sabia subir. É? Subir aquele... Akale ke dege tipu pamera. Eh. Una palmera. Coco, ¿no? Coco. Ah, no coco ¿eh? Pero ainda no seca. Nhìn lại xem thử coi là được mấy quả này. Nào tira ra assim depois não vai lembrar onde caiu. Não. Não está, não vê. Ele não cai distante, cai mora tudo aqui. Cai aí. Uau. Aí fui muito longe. É, assim está quase a acabar, né? Sim. Até a cepa já acabou. É o quê? Assim partiu, baseira. Eu parti. Partiu. Não, você está aí. Fugiu carroto. Carroto. Ui, isso pau é zindungo. Ela é zindungo do quê? Do que? Calicate. Pequeno, né? Está tinha zindungo. Esse zindungo aqui. É. Está aqui. Ah, agora Bazoi vai tirar. Não, você ajuda a Bazoi. Bazoi não tem caça. É. Careca ajuda a Bazoi. Careca puxa. Recolhe lá dentro, vem aqui. Bazoi mete no caça. Ué, você não vai lá. Sai. Ué, mestre, Jesus Cristo, espera. Fica essa sua. Đấy, thành phẩm của nhà mình đấy mọi người. Đấy. Quả đó là to luôn này. To nhỉ? Dạ. Ui, dây mình mà cầm không nổi luôn. Đấy. Cái này thì ở Việt Nam mình đi trông vẫn được nha mọi người. Nhà mình sẽ cắt ít hạt đây. Ai có nhu cầu trông thì liên hệ với Tuấn Hiệp TV nha. Bác ơi, você vem patio ver como lá dentro. Cái quả đấy hình như nước sẵn đấy. Dạ. Chắc hồi này nó rơi á. Tá bom. Ok. Cá hút tụi bạn bị đầu ngứa đây. Cái trống nó trắng anh này. Đây nha mọi người. Đây. Trắng mà bột á. Vẫn đang còn yếu đây này nha. Cái này phải phơi ra đúng không? Đấy, nhìn này. Bà rơi có mé, mũi tôi ngón. Rồi. Ngon lắm. Bà trời thì được cái nước ăn uống rất là tốt luôn. Chú à? Azedo. Arrepiou um pouco. Cũng chúa mọi người, chúa đấy. Chúa là người ta mới làm cái nước sumu đấy. Eu venho aqui ainda tá úmido. Sim. Assim tem que estender mais no solo. Estender no solo. E se quiser fazer assim, né? O sumo fazer assim, meter solo. Uau! Tipo, sabe? Tipo quem? Tipo tamarinho. Tipo tamarinho. Não comer. Sabor igual de tamarino. Não comer, mas... Até tamarino fica mais forte. Forte, né? Você ensinar eu fazer. Depois eu vou levar Aí. Eu lá em casa eu fazer. Amanhã eu trouxe sumo. Aí é? Ok. É, chua lắm mọi người ạ. Cái này phải có tí đường vào cho nó ngọt đấy. Fazer como? Esse ferver a água. Depois ferver a água. Peneira pequena. Peneira pequena. Peneira. Mistura. Mistura não. Coa. Ele caiu aquele lá embaixo. Tirar o lixo. Lixo. Depois tirar aquele água, ferver com açúcar. Primeiro ferver a água. Depois meter lá a muca. Depois virar tipo cozão funge. Depois despejar aqui no coá. Despejar no coá. Meter açúcar. Comprar sumo com veneno. Meter lá. De novo. Açúcar. Mete açúcar e sumo vai ficar bom. Sumo com veneno? Sim. Sumo com veneno é que? Aqueles pacotes de sumo. Cái kiểu rang mà nước sumu mà đóng gói á, rang bột á, để xong là phá cùng với này quả này á. Sumu cabernet. Aquele não é bom. Sim, agora. Isso natural agora mete aquele. Mete, esse natural só mete açúcar. Açúcar tá bom, não mete mais aquele. Mete açúcar ou mete gengibre também fica bom. Eu fazer assim. gengibre, maracujá, fica muito bom. Eu sempre faço assim. Água quente, né? Água quente, fazer tudo rápido. Mesmo, ele descola rápido. Sim, descolar rápido aqui. Quando descolar rápido, então fica muito pesado. Meter mais água. Você pegar o coador, meter, então todo o lixo fica no coador. Depois você tirar o lixo, coar de novo, o lixo está bom. Você meter na arca. Se você ainda não querer meter açúcar, pode pôr na arca. Fica muito tempo. Se querer ficar doce, mete açúcar. Meter no bidão, bebê. Né? Tudo bom. Yeah. Tá bom. Amanhã estou aí fazer. Com pão? Você tudo só come. Và rồi được ăn uống rồi. Đấy, yeah. Ngoài kia thì phía xa xa kia là mình thấy rất là nhiều luôn này mọi người. Đấy. Xa xa không biết mọi người có thấy không, nhưng mà ở cái bên đấy nó sai đấy. Muito. Será não consegui subir. Eu pegar machado, eu vi com ele e cortar tudo. Não, você cortar dói. Tudo não. Não. Aqui não é pau grande cortar também, tem que rezar? Não. Tem que chamar sopa. É. Né? Sopa, isso depende. Tem pau, não pode cortar porque fazer madeira. Então não pode cortar. Tem pau, pode cortar, não é problema. Anh em, anh có biết trong cái hạt của nó phía trong này nè, cái nhân của nó từ như cái nhân hạt bang của mình á. Aí também come? Come. Isso fica tipo feijão. Não, não é feijão. Fica tipo zinguba. Bomba de zinguba. É. Não sabe. Cái hạt nhân này ở trong này là vẫn ăn được á mọi người. Này, cái hạt của nó, cái nhân của nó ấy. Ở trong này là vẫn ăn được này. Esse depois fica muito quente, depois casca sai fácil, básico tirar. Đấy, nó, và các bạn ấy bảo là như kiểu cái vị như kiểu là lạc ấy, đúng không? Dạ. Có nhiều người họ lấy cái nhấn thế này người ta làm cái bột lạc đấy. Ô, Ale. Dạ, cá bố. Hả? Tem taca nesse salado. Nesse salado tem taca, aquele taca aqui. Ah, de pau, né? De pau. Já seca, já. Se não tá seguro, não subir mais. Depois nós fazer forma de conseguir muito ferro, nós fazer. Những cái này là những cái thanh sắt mà họ đã đẩy vào đấy mọi người này. Đấy. Cái số ferro này. Đấy. Đó là sắt họ đã cắm vào trong thân đấy. Đấy, Ale có nghề thôi chứ rất là khéo luôn. Cảm ơn. Rất là tốt, Ale. Sao biết rất là tốt? Rất là tốt, tá bom. Ah, obrigado, chef. Ah, yeah. Vài quả, 3-4 quả đến đây mất cái sọt rồi. Chắc là khi mà đập ruột ra một bi nó cũng nhanh nhỉ? Tipo boca de jacaré. Boca de jacaré. Giống như cái miệng con cá sấu đấy. Todos pau ele já mete coisa? Ataca? Isso aqui embaixo. Ali dá pra lá em cima. Na outro pau ele também já mete. Aquele outro ainda. Mata o seco. Hã? Mas eles já metem aquele ferro. Aquele que está ali é de quem? De pau. Esse está aqui é de ferro. De pau assim, segundo demora, ele parte. Já. Vê se tem ferro e subir, não subir, já. Assim é bom de outro dia não submeter a ferro. Sim. Para ficar já aí, muito tempo. Consegui muito varão. Tipo, varão, só chegar assim. Depois pico lá. Pegar martelo, picar, ele subir. Picar, subir, picar, subir, picar, subir, picar. Depois chegar onde ele quiser. Ei, lá aquele pau tem. Aquele pau tá. Vamos lá, né? Aquele que tá ali do ferro. É de pau. Esse de pau. À. Nghĩa là chỉ được một cái này là có ấy thôi đúng không? Cái cây phía đầu kia nó cao á. Mà cũng thấy đấm que, nhưng các bạn bảo là đấm cái que chứ không phải cái sắt à. Còn cây xa gà, cái que thì thôi, tại vì cái que nó để từ năm ngoài thì bây giờ là nó sẽ không đảm bảo ấy, là mình cũng không cho bàn treo nữa đâu. Tôi dừng lại ở đây đi. Dạ. Vamos lá dentro de planta tomate. Rồi, thành quả nhà mình đây nha mọi người. Hôm nay tôi trồng cà chua. Dạ, tắm mũi tô bông. Bắt rơi. Ok. Careca. Da tua cabeça aqui. Eu prometa isso duro é cabeça você duro. Ele se emociona na cabeça. Sim, ele cabelo tem muito, dá, ele tá bom. Vem, vem, verdade dá. Vai morrer. Só vou desmaiar. Você ninguém vai conseguir levar lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos. Cà chua của nhà mình thì bây giờ nó cũng lên khá là cao rồi mọi người. Tầm này là mình nghĩ là trồng muộn mất trên đây này, đúng không? Dạ. Và trước mấy bữa là Mimi bị ốm ấy, Mimi thì muốn là kiểu như lên để mà hướng dẫn cho các bạn ấy trồng ấy mọi người. Tại vì cái con số mới này là những cái người mà chưa có thực hành trồng cà chua ấy. Đây này, cây bây giờ nó cao khoảng tầm độ của cây nó hơn cả 20 phân đấy, khoảng 25 phân đấy. Bây giờ cái này đi ra planta cà chua lá. Ra planta. À. Ra planta. Agora lembra. Planta. À. Oh, planta não esquece. Planta não esquece, né? Já gravar no cabeça. À, tá bom. Rất là tốt. Đợt trước cái thường là cái cây cà chua này thì nhà mình kiểu đúc vào ở trong chỗ cái cốc á mọi người, rồi ươm ở trong vườn ấy, xong rồi mới đưa ra trồng. Nhưng mà cái đợt đấy thì cũng thấy là nó cũng không kiểu như nó lên, nó cũng không được đẹp ấy mọi người. Đấy, chỉ có một số cây cao thì mình đưa ra trồng thì nó có thể vực lên ấy, còn những cây nhỏ thì mình lại cảm thấy nó lên nó không được đẹp ấy. Nên là đợt này thử là gọi là đục ra phía ngoài này, xong rồi mình tỉa những cây to ra thử trồng coi thử nó như thế nào ấy. Đấy. Đục ở ngoài này thì cây nó tốt hơn nhỉ? Ừ. Trong kia nó căn cây lắm. Trong kia kiểu như là dinh dưỡng ở trong cái cốc nó không đủ ấy. Cà chua đợt này nó rất là đắt luôn đấy. Một cái thùng kia mà bây giờ có giá tới... À, một cái số kia là giá tới mười mấy nghìn à? Số nào? Số... Cái số nhỏ đúng không? À. Một cái số đó là đợt trước là 10.000 một số. Mà hồi trước mình mua có 1-2.000 thôi. Ừ. Nhưng mà giờ là bắt đầu đợt này nó nắng á. Thì nó cũng xuống giá rồi là tầm khoảng 5-6.000 một số đấy. À. Kya zeka kudadu á? Tira também contera. Ya? Anusraga. Sabi isu ke? Isu ke? Cà chua. Para agora escutar não entender nada, né? Entender como? Isso fala quê? Fala grande. Cachua. À. Cái này nó tối này mà nó chịt mất anh. Đấy, tối mà mình kiểu không bừng ra được cái nó chịt hay sao ấy. Mà cái cà chua này nó thực ra là nó cũng khó trông lắm mọi người. Tại vì là trong cái này nó kiểu nó sâu bệnh nhiều ấy. Ở nhà mình thì hầu như là trông ở trong lông kính đấy. Là nosso vietnamita isso tomate planta lá dentro casa. Dentro casa. Chama que é casa mà ele vidro. Vidro. Yeah, casa vidro. É. Casa que agora ainda lembra planta isso? Não, planta. Aquele dia lá também planta, já planta cachorro. Cachorro sim, planta. Planta? Sim, planta cachorro, planta shop. É? Cenoura. Cà rốt. Kệ hấp. Cà rốt thì ông đi đọc hấp là sao? Cà rốt. Cà rốt. À. Planta cà rốt. Planta rau cải. Planta ngô. Planta củ cải đấy, củ cải, củ đào, planta de sujau, planta tarriga. Outro coisa já arroz. Yeah. Arroz língua vietnamita também fala só arroz. Lúa, trong lúa. Ah, fala só trong lúa. Trong é la planta. Agora lúa é arroz. Lúa tam. Antes também para fazer tão lua e também tão, se não vou falar como que tão ớt antes também fazer lá não tem planta, senão também tem animal lá. Mas aí todo dia comer não vê. No lado dele, agora nosso lado não, dá certo no lado dele. Antes, porque o fogo longo já, depois fui dar parte meu, fazer. Fazer parte meu, lá do meu tinha também junto. Plantar muita coisa, só que depois não crescer muito bem, porque muita água. Já, lá água muito mesmo. Água muito, até plantar. Só tinha sítio onde era para meter casa, onde não tinha muita água. Terreno, por exemplo, assim, água, o rio, o meio, tudo aqui é água. Dá quando fui lá com a mãe, já. Bota água. Assim, aqui, terreno aqui mais bom, né? Lá, tempo seco, não tem diferença. Igual tipo embaixo é chuvoso. Água muito. Ele também já fazer rio. Sim, fazer rio, mas é só tipo fazer rio. É só tipo já fazer rio por fazer. Senão sempre a água ficava lá. Sempre a água não entrava todo o rio. Não entrava. Aquele terreno planta arroz muito bom. Ela todo. Torlam. Torlam. Arroz daquele dia também grande. Grande sim. Nosso também depois provavelmente plantar arroz. Eu depois esperar você como técnico plantar. Tá bom. Vamos plantar ainda, né? Depois quando coisa vai vir tirar mãe. Sim. Cái khu vực mà trồng cà chua thì mình sẽ cho trồng ở phía sau này mọi người ạ. Phía sau này là cái khoảng đất mà gọi là có thể nói là tốt ấy. Đất tốt và có cái độ ẩm cao ấy. Thì mình sẽ cho trồng ra sau phía này. Cá dê cả. Lên ba su ta fazenda antigo também fazer planta igual assim? Fazenda antigo antes daí no Golongo. Já. Onde você planta cachua? Ok. Nós plantar cachorro golongo só. Aqui não fazer cachorro, não plantar cachorro. Lá também planta fomenta assim? Não. Planta como? Lá plantar tipo. Aqui diferente muito. Aqui já fazer 60 centímetros. Lá não fazer 60 centímetros. Lá fazer tudo básico, tipo pegar assim, né? Cortar. Mais pequeno, tipo, chegar só assim. Assim, tomate vai germinando como? Tipo, meter assim e estender. Não. Tomate, sabe como você tem que plantar 60? Porque pau de tomate, depois ele abre grande. Também nós tem que, quando ele grande, nós tem que picar pau. Amarrar ele subir lá dentro aquele pau. Depois ele dá bom fruta. Ou você já esqueceu? Não esqueci ainda. É tipo, conforme lá acontecer. Aí? Mas plantar aqui é muito bom. Tem que aí planta assim. Só linha? Sim, tipo três, tipo aqui no meu, mas sim. Assim tá muito apertado. Sim, por isso eu vou falar que é muito bom, muito diferente. Tipo aqui meter, né? Aqui meter, ali meter. Aqui antes também no meu lado também, meio também tem. Ele fala assim, não problema, ele fazemos assim. Conforme tá você falar, tipo plantar couve. Couve, raucai. Raucai. Agora tomate tem que mais largo. Mais largo, mas ele, uma vez aqui eu trabalhava junto com a menina às vezes. Ele, a menina, essa palavra não, assim tá apertado, eu falo, tá bom, né? Fazer assim como, tipo, também distanciar. Ele ia fazer visita, falar do meu, ele fala, não, assim não, fazemos 3, 3. Ah, não. Não é assim, plantar só 2, sim. O Mubanga só 2. Porque depois pica um pau aqui, fazer aqui, lá embaixo, lá em cima também amarrar, né? Ele subiu, sempre você amarrar lá pau, ele quando mesmo chuva e coisa, não caiu. Não caiu. Isso tem muito pau, quando ele crescer, ele vai vir com muito pau, tá vendo? Ainda vai dar mais, eu acho. Ah? Ainda ele fica torto. É. Cây tốt, rất là nhiều nhánh, rất là nhiều trongu, nhánh, trongu sama nhánh. À. Boa tarde. Ê, ai đây? Như bạn ấy là bạn. Chefe, aqui temos esse jovem aqui. Ele falou comigo que gostaria de falar com a chefe sobre trabalho. Cái bạn này rất là quen đúng không? Bạn này hình như là làm cho em Huấn đấy phải. Isso já trabalha lá fazenda đấy. Sim. À, một người mới nữa đây mọi người. Tên nôm là kẻ? Tên nôm là Alex. À, Mosara. Cái bàn này là mình nhớ không nhầm, trong một cái video của em Huấn là bàn này có một cái quá khứ là bất hảo đây này. Dạ ta bông bọn đây. Você vem cavar buraco. Vem. Super, não fala. Você quer o quê? Sim. Eu necessito de trabalho. Quero trabalho. Sim. É por isso que eu vim aqui. Porque você sabe aqui tem trabalho, preciso. Sim, porque eu sabia que aqui tem trabalho e a maioria dos meus colegas que trabalhavam comigo também estão a trabalhar. É por isso que vim aqui mesmo precisar de trabalho. Bạn này là cái bạn Alex mà trước em Huấn có đăng lên một cái video là làm nhà cho bạn này này. Không biết là bạn này có trục trặc gì với cả em Huấn nên là sau đây cũng không hỗ trợ nữa mọi người. Bạn bây giờ tới đây xin việc nhưng mà cái quá khứ của bạn này thì khá là không được tốt cho lắm ấy. Và bây giờ thì mình sẽ đưa bạn ấy vào trong để mình hỏi một chút chuyện riêng tư ấy. Với cả là để hỏi bạn Kazeka xem thử như nào. Kazeka. Vem só, vem. Yeah, vamos aqui lá dentro conversar, yeah? Sim, chefe. Primeiro, bem-vindo, você vem aqui no nosso fazenda para pedir trabalho, né? Sim. Mas muito tempo também você já trabalha com meu conterrâneo. Sim. Né? Sim. Yeah. Mas aquele dia também eu vi você tem muito problema lá. Sim. Eu sei. Tem pessoa, né? Quando cometer erros, mas depois tipo arranjar aqueles erros, né? Sim. Assim é passado, né? Passado foi depois estava vivo mal, agora vive bom. Então também não pode que aqui tipo pessoa assim não chutar ou fazer qualquer coisa mal com aquele ele. Né? Sim. Eu perguntar, você estava quando trabalha com nosso conterrâneo, você também já está cometendo muitos erros, não é? Sim. Aquele meu conterrâneo também fala, vocês são pessoas assim, bebê muito, não é? Sim. Agora bebe muito assim e nosso fazenda não precisa de pessoa assim. Eu já deixei de beber, eu estou há muito tempo sem beber. Fala a verdade? Sim. Juro mesmo, chefe. Já deixei de beber, nunca bebi mesmo. ya que le dia você também está a levar alguma coisa lá no fazenda. Agora, pessoa assim trabalhando no fazenda também não gosta assim. Eu já deixar de roubar, nunca repetir mais fazer. Ah, é? Sim, chefe. Mas eu, assim, casei para pensar como? Bom, tudo pessoa sempre cometer, né? E depois ele pensar, quando ele vê que a vida não anda, então ele pensar fazer muito mal. Então ele querer ficar já bom pessoa, depois não mexer, procurar trabalho, trabalhar, já não querer mais roubar. Ele falar assim, eu pensar, dá oportunidade dele trabalhar, às vezes talvez não vá fazer, tipo, vai beber muito. Vamos falar que não, tá bom, trabalha, mas depois querer beber muito. Depois vamos falar que não trabalha, às vezes mesmo também não tá bebendo. É para complicado, então eu não sei dizer muita coisa, hoje depender. Toda pessoa também ajudar eu pensar e ele trabalhar ou não trabalhar, ele tá bom, gostar. Mas aquele dia quando vocês são gerentes do aquele fazenda, sim, não é? Sim. E quando ele tá trabalhando lá, tá trabalhando como? Lá ele trabalhar não gostar, reclamar. Tipo, você lhe falar, fulano fazer isso, ele fazer. Ele não gostar, tipo, fulano faz isso, tipo, preguiçoso. Ele não, ele gosta de trabalhar, ele trabalha até a hora que bater, comer, vai trabalhar, vai largar, vai banhar, tudo bom mesmo. Ele trabalhar, bom, eu gosto muito dele, porque ele é pessoa, gosta muito de trabalhar. Agora, mas antes ele mexer, agora não sei, agora mesmo de verdade ele deixar, não mexer mais, ou mexer ainda. Você agora tem que para eu poder te confiar, né? Sim, pode me confiar, porque eu já deixei mesmo de roubar, papá. Agora você fala, mas você só falar tudo coisa pode falar, mas você não mudar aquela coisa, mesma coisa, não é? Sim, é a mesma coisa. Agora eu também não sei como te confiar. Bạn ấy, cái quá khứ của bạn ấy là nó cũng không được tốt đấy mọi người, nhưng mà thấy bạn tới đấy để xin việc ấy, thì mình thấy bạn ấy là cũng kiểu như nó ăn đấy mọi người. Nhưng mà không biết là đấy có phải là cái lời nói thực lòng của bạn ấy không, hay là cũng là chỉ là một lời nói dối, xong rồi thì sau này lại bắt đầu cũng sẽ làm cái việc xấu ở trong này ấy. Cho đến khi đấy là lấy vả từ các bạn khác ấy, tại vì ở đấy mình cũng có để cho hai bạn ở đấy trông coi trông nom ấy, nên là nếu chẳng hạn bạn này có lời mà lấy đô trộm đô trong này thì phải liên lụy từ các bạn khác ấy. Nhưng mà cũng có thể là một hướng khác nữa là bạn này đã thay đổi rồi, vì mình cũng rất là lưỡng lự, cũng không biết là nên nhận hay không đấy. Mình cũng xin hỏi ý kiến của toàn thể quý vị khán giả trên kênh Tuấn Hiệp TV. Mọi người cho Hiệp một cái lời khuyên là có nên nhận bạn ấy hay không nha mọi người. É assim, você pode ir casar ainda, né? Sim. Yeah. Você sabe, pessoa agora tem oportunidade, né? Sim. É pouco. Agora, quando você já comete erros, assim não tem confiança com outro, sim, não é assim? Sim. Entende? Sim, entende. Yeah. Por isso eu falar, deixar eu pensar bem ainda. Sim. Yeah? Sim. Quando eu pensar bem, quando coisa eu dar a resposta depois. Yeah? Você tem número de telefone? Nada, não tem telefone. Assim vai te contar tu, como se depois eu quero contatar. Olá, Batoi. Ou Careca. Ah, é? É junto com a casa, Caseca? É o mais em cima, ele mais embaixo. Mas conhece casa? Yeah, tá bom. Então você pode ir, já? Sim. Já, vai já. Bom caminho, já? Sim, chefe. Đấy là một cái chuyện mà mình cảm thấy là khá là khó khăn khi mà lựa chọn đó mọi người. Đấy. Công nhân thì hiện tại thì của mình thì cũng đang rất là thiếu này, cũng thiếu công nhân, nhưng mà phải chọn cho đúng người ấy. Yeah, để cùng tốt, ô không tốt, không tốt, không tốt, anh ấy không tốt, anh ấy không tốt, tiếp nó bon này, nó bon, porque ele no bon, porque muito antes mexia muito, antes mexia muito e agora, né? Ele falar mudar, já não é tipo antes. Agora eu pensar com todo, ele eu pensar bom ou não bom. Então fica complicado também. Então pensando passado, ano atrás, trabalhar junto, eu sempre falar no bom. Ele pode ser já bom, mas eu sempre pensar no bom. Mas ele quando trabalha lá tá bom? Trabalhar lá, trabalho mesmo bom. Ele dormir lá. Antes também ele dormir, ele trabalhar, você sair, ele organizar material, ele controlar bem material, controlar não sei o que, controlar tudo bem. Agora, tipo, ele mexer, antes ele só mais gostar, não roubar, tipo, empresa. Ele mais gostava, tipo, roubar, tipo, falar comigo. Ele mais é mentir. Não roubar, mas mentir. Tipo, chefe, quero dinheiro para me comprar coisa. Tipo, chinelo. Chefe pegar dinheiro, dar chinelo. Depois ele não comprar chinelo. Ele comprar bebida. Bananale ou capuca. Ele vai beber. Depois ele vir, se tu dormir bêbado. Então outro colega, ele dormir junto não gostar. Ele colega tá bêbado, fazer confusão no outro, discutir com outro. Então não gostar. Dia seguinte eu chegar me falarem, eu lhe chamar a atenção, ele falar não, já deixou, já não mais fazer. Então ele já não fazia mais. Como contigo você quer ele trabalhar ou não? Eu não problema, eu gostar a pessoa trabalhar, conforme já primeiro já saber ele trabalhar bem. Ele já me sabe. Eu gostar falar fulano trabalhar, ele também trabalhar. Ele me viu, eu peguei material, enxada, tô trabalhando, ele também não precisa falar fulano vamos. Ele próprio já e ele gosta de trabalhar. Yeah, tá fixe. Então, vou pensar ainda. Tá bem, tá bom. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Tại vì chơi cũng khá là tối rồi ấy. Thì mình tạm dừng video để mà chở các bạn về trong thành phố nữa. Thì xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại ngày mai.